Hôm nay Hằng đến khám lại à em? Dạ vâng ạ. Ừ. Hôm trước thì chị cho em về rửa vệ sinh như vậy thì có đỡ hơn không em? Có chị ạ. Hôm trước chị có kê cho em cái dung dịch vệ sinh ấy, về em rửa thì thấy nó có cải thiện. Nhưng mà em quên không hỏi là chồng em thì có phải dùng không? Có chứ em, vì là nam giới thì cũng cần vệ sinh sạch sẽ giống như mình mà. Và điều này thì không phải ai cũng biết đâu em nhá. Khi mà hai vợ chồng cùng vệ sinh sạch sẽ thì khi mình sinh hoạt sẽ giảm được những cái nguy cơ nhiễm nấm ngứa này, các cái loại vi khuẩn hoặc là các cái bệnh phụ khoa đấy em ạ. Thế thì đằng nào của em cũng sắp hết ý. Thì em sẽ lấy thêm được cho chồng em thôi. Nhưng mà cái loại em dùng là cái loại dành cho phụ nữ, nên là nam giới thì sẽ dùng cái loại mà chuyên biệt hơn. Hiện tại ở phòng khám chị đang có cái loại X2 Many này, là chuyên cho nam giới này. Có mùi bạc hà rất là nam tính và có độ pH khác với nữ. Đặc biệt là cái sản phẩm này sẽ cũng có nguồn gốc từ thiên nhiên, rất là dịu nhẹ này, không gây khô khi mà mình sử dụng. Và khi mà được vệ sinh sạch sẽ thì sẽ tăng cái thời gian giữa hai vợ chồng lên, cả hai người đều vui đúng không em? Dạ vâng, thế để tí em sẽ lấy thêm cho của chồng em nữa. Đặc biệt là cái sản phẩm, mỗi một sản phẩm X2 Manly này thì bên Cỏ Cây Hoa Lá đã góp một bữa ăn vào cái quỹ nuôi em cho các em nhỏ vùng Tây Nguyên đấy. Đây là một cái hoạt động vô cùng ý nghĩa em ạ, em có thể tham khảo thêm em nhé. Dạ vâng ạ.